Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với talk show Nguy cơ. Khẳng định thương hiệu trực quan từ những nhà lãnh đạo. Mang hành trình tìm cơ trong nguy chạm đến khán giả. Lan tỏa các giá trị mới đến cộng đồng. Được đăng tải trên trang chủ VN Express và lan tỏa đến hàng chục đơn vị truyền thông và đa nền tảng mạng xã hội. Hội tụ câu chuyện của những doanh nhân doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới. Tiếp cận rộng rãi đa lĩnh vực trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Đúng thì Linh cũng đồng ý là cái lộ trình khách hàng nó rất là quan trọng với tất cả sản phẩm. Cùng talk show Nguy cơ giải bài toán của tương lai. Tham gia chương trình talk show kinh tế hàng đầu Việt Nam cùng host Thái Vân Linh. Để khẳng định thương hiệu ấn tượng và bền vững trên tất cả các nền tảng của VN Express, tờ báo có gần 180 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng. Sản xuất bởi S-World, công ty truyền thông thế hệ mới, nhà sản xuất các chương trình sự kiện kinh tế uy tín tại Việt Nam và quốc tế. Đồng hành cùng talk show Nguy cơ để tiên phong là doanh nghiệp giải bài toán thúc đẩy kinh tế Việt Nam.